và các bạn túm lại như thế này và chúng ta nhấn xuống. Nếu phần nào thừa thì các bạn cắt bỏ bớt, cho nước vào đây, đặt cây hoa 10 giờ vào, rễ rất là nhiều, phát triển rất là tốt các bạn. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách tạo hình hoa 10 giờ trồng trong nước với một cách làm rất đơn giản. Các bạn chuẩn bị sản phẩm hoa 10 giờ nhiều màu như thế này và từng cây, chúng ta sẽ bỏ bớt lá để giữ lại phần thân như thế này đây các bạn. Và các bạn chuẩn bị sẵn thanh kẽm nhỏ như thế này để chúng ta tiến hành quấn lại. Và các bạn chừa cái phần này để chúng ta trồng trong nước. Một tay các bạn quấn, một tay các bạn giữ lại. Giống như thế này đây các bạn. Tất cả những cây hoa 10 giờ còn lại các bạn đều làm giống như vậy nha. Sau khi các bạn đã quấn những sợi kẽm lại như thế này rồi, dùng dây rút các bạn sẽ cột cố định lại. Cách một đoạn các bạn sẽ cột một cọng dây rút. Và tiếp theo, các bạn bẻ từng cây hoa 10 giờ ra như thế này. Sau đó, các bạn dùng những